Vâng, xin kính chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với xưởng đồ gỗ thất chúng tôi. Và ngày hôm nay thì xưởng bên em quay bao quát tất cả toàn bộ những cái hàng mộc thô và tất cả những cái hàng đang đánh dầu cũng như là cái hàng BU rồi, để cho quý khách hàng có thể có một cái nhìn tổng quan nhất qua xưởng đồ gỗ thất chúng tôi. Đấy, rất là đẹp. Và cái địa chỉ của bên em là tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người qua đây hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0964 555692. Đấy, rất là đẹp và rất là giá trị. Và cái tổng quan là cái xưởng bên em là rộng là 500m² và có hai ngăn. Đấy, một ngăn bên này à, cái thợ đang đánh lót kìa, thì rất là tỉ mỉ. Và em sẽ đi ngay vào phòng phun, cũng như là một cái mặt hàng là đã phun rồi. Đấy, rất là đẹp. Và trước mặt mọi người đây là bộ tần thủy hoàng, chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Đấy, rất là đẹp. Đây mọi người có thể xem. Đấy, em sẽ quay rất là chậm để cho quý hàng có thể xem. Và cái bộ sản phẩm tân thủy hoàng này thì là cái bộ này hàng đặt là đã có chủ rồi, là anh Cung ở bên Hải Dương đã đặt cái bên em. Đấy, bộ tân này có giá trị là 50 triệu đồng, chất liệu gỗ hương đá, hàng là cột liệt, hàng là cột liệt, cong tít cong tớn luôn, cong rất là cong, cong siêu cong. Đấy, tân này là siêu cong, giá là 50 triệu đồng. Và cái khuôn tranh là 4 phần và ván mặt là 2 phần, và thêm một tầng cổ chỉ. Đấy, và thêm một cái tầng này. Đấy, tầng đế này rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, đây mọi người thể thấy cái lượt cổ chỉ đây. Đấy, cổ chỉ này rất là lép luôn, đục lỗi 100%, đục lỗi 100%. Đấy, và hàng là có yếm yếm liền luôn. Đấy, và cái đoạn là đục là phúc lộc thọ phú quý, đây là quý đây, và đây là từ phú, và đây là phúc lộc thọ. Đấy, đây là phúc lộc thọ. Đấy, cái cột này rất là cong này. Em sẽ so sánh hai bộ để quý hàng xem, và hai bộ tần thủy hoàng là rất là khác nhau. Và cái xương thì rất là dày, xương còn dày là 5 phân. Đấy, cái con bọ này dày cũng rất là dày. Đấy, cái con bọ này dày là 4 phân, rất là dày luôn. Và vách tựa lưng này, vách cái vách tựa lưng này là 4 phân, dày nó cũng là 4 phân. Và cái yếm này bên em làm dày là 5 phân, và chân là 8 chân. Đấy, 1 2 3 4. Đấy, 1 2 3 4, và 4 chân bên kia là 8. Đấy, rất là đẹp. Đây, cái lượt cổ chỉ này. Đấy, rất là đẹp. Đây, đục phúc lộc thọ phú quý. Và cái phần này là vách này nó có tùng cúc trúc mai đây. Đấy, đây, rất là lỗi đây. Và cái bộ sản phẩm này em đang bán là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng nhá mọi người. Gỗ hương đá. Nếu mọi người qua đây thì hãy qua đây và kiểm tra mộc thô. Đấy, và đây là đục. Đây là đục tranh. Đục tranh sơn thủy. Đấy, sơn thủy. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là đẹp. Và em sẽ tiến nghe đi ra để cho quý hàng này xem. Và đây là cái con kệ cột nho. Hàng này là đã tẩy rồi, là gỗ, chất gỗ là mu đôi công. Đấy, gỗ mu đôi công, và khi đã tẩy xong thì nó sẽ là như thế này. Đấy, như thế này luôn. Đấy, rất là đẹp. Đây, và đây là bộ tần. Cũng là bộ tần, nhưng mà hàng này thì nó rẻ hơn. Và cái bộ sản phẩm này thì khuôn tranh cũng là 4 và ván mặt cũng là 2. Và cái khuôn tranh này thì cái tranh trên này là đục là thuận buồm xuôi gió. Đấy, thuận buồm xuôi gió. Và cái bộ sản phẩm này vừa mới quét vec ly xong, vẫn chưa lên mỏ, chưa lên mỏ. Đây vẫn chỉ là mộc thô thôi, vừa quét men ly thôi. Cũng là đục phúc lộc thọ phú quý. Đấy. Nhưng đặc biệt là cái tay này, tay này cũng là tay liền, nhưng mà nó sẽ không cong như cái bộ bên trong kia. Và giá cái bộ sản phẩm này hoàn thiện lên thì giá nó sẽ là 39 triệu đồng. 39 triệu đồng. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là giá trị luôn. Cột là cột liền. Đấy, rất là đẹp. Đây, rất là đẹp. Và đây là bộ Âu Á. Trương là trương voi. Trương voi, te voi, te đặc. Chất liệu là gỗ mun đôi công. Thì cái bộ sản phẩm này em đang bán là hàng giấy dặn này, là bán với giá là 48 triệu 500. Và ngày hôm nay thì cùng một lúc thì em cũng đã bàn giao một khách hàng là một bộ sản phẩm này. Đấy, em sẽ để link ở phía bên dưới để cho quý hàng để xem được. Đấy, rất là đẹp. Đây, mọi người thể xem đây. Đấy, khuôn tranh là 4, ván mặt là 2. Đấy, rất là dày, cái khe rãnh này rất là dày. Đấy, tất cả các bộ sản phẩm này thì rất là VIP. Bên em chỉ bán hàng VIP thôi, hàng siêu thừa thôi, không bán hàng chợ. Nếu quý khách hàng yêu cầu hàng chợ, em cũng có tất cả các hàng, mọi thứ là quý khách hàng yêu cầu hàng chợ, hàng rẻ em cũng có, hàng cao cấp em cũng có. Đấy, phù hợp với tất cả túi tiền của khách hàng. Đấy, rất là đẹp, rất là đẹp. Đây, và em sẽ đi ngay một vòng
Đây cho các bạn xem. Đây cũng là bộ tần đây. Đây là cái đoạn bộ tần đây. Đấy, đoạn bộ tần đây. Đấy, khuôn tranh cũng là 4 đây. Và ván mặt cũng là 2. Đấy. Đục là đục lõi luôn. Và em sẽ đi ngay vào sâu vào bên trong, cũng như là que luôn được phần mộc cũng như là phần đánh giấy giá. Đây là phần đánh vắc ly đây. Đấy, là cô thợ đang rất là tập trung. Đây. Và đây là mộc thô của Vũ Hương Đá đây. Đây mộc thô của Vũ Hương Đá đây. Là cái bộ đang đánh vắc ly bên trong. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Và cái bộ sản phẩm này là em bán là 39 triệu đồng. 39 triệu đồng đang hoàn thiện ở đấy. Phúc Đồng Thọ Phú Quý đây. Đấy, xương rất là dày, xương dày là 5 phân rất là dày. Đấy, khuôn tranh cũng là 4. Khuôn tranh cũng là 4. Cái ván mặt cũng là 2. Rất là đẹp. Và đây là bộ Âu Á cái đặc Tương Vui. Đấy, hàng là siêu VIP. Hàng này là siêu VIP. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp. Rất là tuyệt vời. Chân là chân vuông. Chân vuông là vuông 12. Chân vuông 12. Đấy. Rất là đẹp. Bàn thuận buồm xuôi gió. Đục là thuận buồm xuôi gió. Đây. Buồm đây. Mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Đấy. Rất là đẹp. Em sẽ quay qua thôi. Và cái bộ sản phẩm này là bộ tần thủy hoàng. Chất liệu là gỗ đỏ và lam phi. Thì cái bộ sản phẩm này nó là hàng phổ thông. Đây nó hàng chỉ là ván mặt phân dưới và khuôn tranh nó là 3 phân. Khuôn tranh là 3 phân và hàng này cũng là cột liền. Và cái bộ sản phẩm này em bán với cái giá là 29 triệu đồng. Gỗ đỏ và lam phi. 29 triệu đồng. Hàng là cột liền, yếm liền. Tất cả liền. Đấy, rất là đẹp. Ở đây là kẻ mun đây. Kẻ mun đây, mun đu công đây, cột nho đây. Thì cái con kẻ mun này thì nó là hàng phổ thông thì em bán với cái giá là 10 triệu đồng. Đấy, rất là đẹp. Vân gỗ mun đu công. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Và em quay qua một vòng để cho quý khách nào có thể có nhu cầu thì liên hệ với xưởng qua số điện thoại bên trên màn hình đây. Đó là 0964 555 692. Quý khách hàng nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Đấy. Em sẽ quay thêm một vài sản phẩm nữa cho quý hàng xem. Đây là bộ khổng tử hay còn gọi là khổng minh. Đấy, chất liệu là gỗ mun đuôi công. Hàng này là hàng phổ thông thì em bán với cái giá là 42 triệu đồng gỗ mun đuôi công. Đấy, khuôn tranh là 3 phân và ván mặt là 2 phân. Rất là đẹp. Gỗ mun đuôi công. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người ủng hộ xưởng, like, đăng ký kênh ủng hộ xưởng. Em sẽ có rất nhiều phần quà ưu đãi cho mọi người. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ.